Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là mình có rất nhiều kèo giá rẻ cho mọi người đây. Đấy, đầu tiên trước khi vào chương trình bán máy thì mình lại xin cảnh báo mọi người rằng không chuyển khoản vào số tài khoản lạ ngoài hai số tài khoản là 1 Techcombank Đào Văn Hợi, 2 MP Bank Đào Quang Trường. Ngoài ra mọi người không kết bạn với số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đấy, chỉ kết bạn với số ở phần mô tả. Số điện thoại của mình và Đào Hợi mình đã gắn ở phần mô tả rồi. Mọi người chỉ liên hệ với hai số đấy. Mọi người chuyển khoản vào số tài khoản khác ngoài hai số tài khoản của Đào Hội và Đào Trường thì mình không chịu trách nhiệm với số tiền của mọi người nhé. Và bên mình và không cốt, không cọc. Đấy, đầu tiên thì có rất nhiều tai nghe AirPods. Đấy, thì hôm nay tai nghe AirPods hôm nay là 300.000 full box luôn. Tai nghe này nói thật với mọi người là mấy hôm trước ấy là mình có livestream TikTok đấy, với cả mình quay YouTube là mình đang tri ân mọi người thôi. Đấy, hôm đấy là mình nhập về mấy chục cái tai nghe. Đấy, mình tri ân mọi người, mình bán giá 250.000. Đấy, tuy nhiên là mọi người chốt hôm đấy chốt rất là nhiều đấy, cho nên là cái số lượng tai nghe nó không còn nhiều nữa. Đấy, chỉ còn vài chiếc này thôi. Bây giờ vài chiếc này mình sẽ bán giá là 300.000 một chiếc nhá anh em nhá, 300.000 một chiếc. Đấy, thực sự là tai nghe này là hàng Z11 AirPods 2 nhá, AirPods 2 Z11. Anh em nào chưa biết thông tin thì lên mạng tìm hiểu. Đấy, tai nghe này là mình đã test thử nghe cực kỳ chất luôn, nghe pin cực bền, âm thanh cực kỳ ấm luôn. Đây, bán còn rẻ hơn cả Shopee. Mình cho các bạn xem tai nghe xịn nhá. 600.000, nếu anh em nào thích tai nghe xịn hơn 600.000, tai nghe này mình nghe phải nó nào. Rất ngây em ạ. Nghe sướng lắm. Tai nghe loại gì đấy anh? Anh vào đây làm anh gì? Ơi. Tai loại gì đấy mà giới thiệu mọi người nha. Hồ Văn loại cao cấp nhất trong các loại cao cấp. Anh em nghe tai xịn nào? Tai zin được 9 mà giữa tay được 10. Tai zin được 10 tay này 9 đúng không? Ok. Cực zin luôn anh em ạ. Phải bán tiếp đi. Thế này. Đấy. Như anh Thành vừa nói đấy, cái loại anh Thành vừa cầm đấy là loại AirPods 2 nhá. Còn loại này là AirPods Pro. Đấy, AirPods Pro là bản cao cấp hơn của AirPods 2. Đấy, loại này là có hai lúc cao su này, hộp bot tai nghe to hơn và pin nó lại trâu hơn. Đấy, anh em nào mua hàng Z11 này thì nhanh tay, số lượng mình chỉ còn vài hộp thôi nhá anh em nhá. Rồi ok. Anh em rất nhiều anh em hỏi quan tâm đến con Samsung S7e đúng không? S6e. S6e thế thì con này nhá, mình để cho anh em xem đến cuối video luôn. Con này cá giá cực kỳ bất ngờ. Đấy. Đầu tiên mình bán cho anh em con 6G. Đấy, con này là 64GB vân tay vân chân đầy đủ. Lốc lên quốc tế con này là 1 củ 3 nhá. 6G 64GB à? Đúng rồi. Ui giời, bộ nhớ cao à? iPhone 6 con này là 6 nhỏ anh em nhá, 6 thường. Bản lốc mình đã fix lên quốc tế, lắp mọi loại sim luôn. Đấy, 64 vân tay đầy đủ. Để cho anh em là 1.300.000. Đấy, pin 96%. Anh em nhìn này, pin 96%, bản 64GB bộ nhớ cực cao nhá. Anh em nào mua thì nhanh tay sẽ được con này bản 64GB này anh em nhìn này. Ui giời ơi, bộ nhớ cao chưa? Bỏ con này hình thức thì nó cũng tạm ổn anh em nhá. Đấy, 1 củ 3 thôi. Tiếp đến là con 5S. Con này vân tay vân chân đầy đủ luôn. Con này để cho anh em là 8 lít 16GB. iPhone 5S. Con này là bản 16GB à? Hay bao nhiêu GB đây? 16GB anh. Con này là bản, đây mình cho xem cho anh em xem bản. À con này bản 32GB mà 16GB. 32GB. Ui giời ơi, lại còn được thêm bộ nhớ ấy. Bình thường những con 16GB mà vân tay đầy đủ mình cũng bán 8 lít, nhưng con này 32GB thì cũng để cho anh em 8 lít. Con này anh em lưu ý này, màn nó bị phản quang một tí ấy. Anh em nhìn kỹ sẽ thấy, anh em nhìn này, nhìn kỹ sẽ thấy phản quang chỗ này này. Đấy, nó bị một tí đi thôi. Đấy, dùng không ảnh hưởng. Đấy, anh nhìn chưa? Đấy, để lên màu khác là không thấy, duy chỉ lên màu trắng mới thấy thôi. Đấy, iPhone 5S 32GB quốc tế 800.000, full chức năng vân tay đầy đủ, để cho anh em là 800.000 thôi. Vỏ màu vàng cực kỳ sang trọng. Anh em dùng làm máy phụ con này thì cực kỳ miễn chê luôn này. iPhone anh em đã dùng làm máy phụ thì biết chất của iPhone này, loa cực kỳ êm và ấm nhá anh em nhá. Loa to sóng khỏe luôn, không như là mấy cái dòng Android khác mà cùng giá tiền đâu nhá anh em nhá. iPhone cực kỳ chất luôn đấy anh em nhá. Rồi tiếp. Tiếp đến là con 6S Plus. Con này hiện tại bây giờ mình bật nguồn đây. Đấy, con này 64GB mất vân tay, con này vỏ là khá là đẹp luôn. Đấy, con này mình để cho bà con là 2 củ 6. iPhone 6S. Đấy, 64GB. 6S Plus. À 6S Plus, em mình xin lỗi nhá. Con này 6S Plus này. 64GB mất vân tay, vỏ cực đẹp luôn.
Ui giời ơi. Con này thì cái khay sim nó đang màu hồng này. Đấy, mình đang chưa có khay sim đúng màu của nó, mình lắp khay sim màu hồng tạm vào đây. Đấy, nó bị một tí góc vậy thôi. Đấy, còn lại là các góc khác ok này. Này, mình quay kỹ cho bà con cứ xem con này luôn. Vỏ lưng đẹp. Đây, mình quay cho bà con xem con này là pin bao nhiêu luôn nhá này. Quay cho bà con xem con này pin bao nhiêu. Đấy, con này mình đang lắp sim để mình test này. Đấy, mình đang lắp sim để mình test nghe gọi các thứ. Pin 100%, pin mới cứng luôn. Đấy. 64GB iPhone 6S Plus 64GB. Mất mỗi vân tay thôi, còn lại ok, trường mặt vuông để cho bà con này bao nhiêu? 2 củ 6. 2 củ 6 á. 2 củ 6 á thì anh này mà cả mọi người đúng không? Ừ. Mà cả bây giờ mọi người thích bao nhiêu? Thôi, fix cho bà con 1 lít. Ừ, bởi vì là hôm qua hôm lọ là có con phun chức năng là 2 củ 8. Đấy, nhưng con này mặt vuông của 2 củ 6 thì mình nghĩ là hơi cao đấy. Fix 1 lít à? 1 lít. Thôi fix cho bà con thêm tí nữa đi, hay là tặng cho bà con cái gì đi. Nhá. Tặng cái gì? Ừ. Tặng bà con gói free ship tặng nhà. Free ship tặng nhà. Rồi, ok, con này là 2,5 triệu. Đấy. Cho bà con thêm cường lực nữa nhá. Ok. Cho bà con thêm cường lực này. Và tặng cho bà con gói free ship 2,5 thôi. 64GB mất mỗi vân tay. Đấy. Ok bà con nhá. Con này quốc tế đấy. Rồi, tiếp. Tiếp đến là con 6S quốc tế 64GB. Mất vân tay. Con này bán bao nhiêu nhỉ? Bà con thích giá bao nhiêu nhỉ? Con này là gì đây? 6S quốc tế 64GB mất vân tay. Mất vân tay á? 1,5 củ. 6S quốc tế mất vân tay 64GB bà con nhá. Ồ này, vỏ con này nó cũng hơi bị xước sát rồi này. Đấy, nhưng tuy nhiên là chưa thấy móp. Vỏ hơi trước xa thôi, cũ thời gian nhá. 1,5 củ 64GB. Ui giời ơi, 64GB này mất mỗi vân tay thôi. 6S mất vân tay, 1,5 củ máy quốc tế. Rồi, tiếp. Tiếp đến là con 6G quốc tế 16GB full chức năng. Con này mình để cho bà con là 1,4 củ. iPhone 6 đẹp luôn. Quốc tế. Con này là 16GB full chức năng đúng không? Đúng rồi. 16GB full chức năng này vân tay có là bà con nhá. iPhone 6G 16GB quốc tế có vân tay full chức năng, để cho bà con là 1,4 củ. Vỏ vàng đẹp này. Đấy. Con này để mình cho quay cho bà con xem pin bao nhiêu nào. Đấy, pin 89. Ok nhá, 1,4 triệu. Tiếp. Tiếp đến là con 6G 128GB quốc tế tài khoản ẩn. Đấy, tài khoản ẩn bên mình ấy thì anh em về không may có reset ấy gửi qua mình vẫn làm cho anh em nghe gọi bình thường nhá. Con này mình để cho bà con là 1,2 củ. 1,2 củ. 128GB luôn. 128GB tài khoản ẩn. Vỏ màu vàng. Đấy, các góc cạnh nói chung là cũng ok. Đấy, để cho bà con là 1,2 củ. Trường mặt vuông thì con này anh thấy là quay video hôm qua rồi cũng 1,2 củ. Đấy, hôm nay thì chưa bán được thì fix cho bà con thêm một tí nữa để bà con máu là tặng bà con gói free ship. Tặng bà con gói free ship. Ok nhá, tặng bà con gói free ship riêng con này. Pin 92%. Đấy, 128GB 6G 128GB nhá. Rồi tiếp. 6G lốc lên quốc tế 32GB để cho bà con nè. Hôm nay 1,1 củ. iPhone 6G lốc lên quốc tế 32GB. Đấy, con này 32GB để cho bà con là 1,1 triệu. Con này 32GB này. Con này là toàn bộ zin hết nhá. Cái màn này là màn zin nhưng mà con nhá. Đấy, 1,1 con này. Đây đây, anh sẽ tranh đôi. Qua đây. Vừa nãy mình với hack của Tâm được ít kèo thơm anh em ạ. iPhone 7 nhá. iPhone 7 quốc tế. Mất vân tay nhưng mà cái camera sau nó hơi mờ một chút anh em ạ. Đấy, anh em nhá. Nhưng con này tí mình rửa cam xem được không, nếu mà không được thì tí sau. Con này mình bán bà con 1,3 triệu nhá. 1,3 triệu iPhone 7. Nắp SIM ok anh em nhá. Nắp SIM ok này. iPhone 7 mất vân tay. 1,3 triệu. Anh em xem này. Nhá, con này đặc biệt tài khoản ẩn nhá, vẫn dùng bình thường, nắp SIM bình thường nhá anh em nhá. 32GB. Quốc tế bản Mỹ anh em nhá. 1,3 triệu iPhone 7 anh em mình nhìn phê rồi đấy. Hợi nói qua cho anh em xem. Cam hơi mờ tí, cứ sửa cam cho đỡ được tí. Quay cái lưng cho bà con xem này. Con này là lưng màu xanh này. Đấy. Cam mờ là anh Thành sẽ bảo là rửa cam là sẽ ok luôn. 1,3 mà vẫn làm được SIM ngang ra máy bát rồi, bà con không mua con này thì mua con gì được nữa. Đúng không? 1,3 triệu nhá. Lắp SIM đầy đủ không phải máy bát đâu.
đấy, phải lắp sim đầy đủ nhưng mà ngang ra iPad. iPhone 7 Plus đầy đủ tay, đầy đủ vân tay nhá. Đây à, cái lắp này. Ui rồi, cam này như nó hơi rung một tí, tí fix zoom nhá này, cam trước cam sau này. Mà mê thì mê đi luôn này, anh em xem bên này, bên zin đâu, quay cho bà con xem bên này. Mỗi cái màn thay màn lô nhưng mà dùng ok. Bán cho bà con này là 2.400.000 đồng. Cái gì? 2.400.000 7 Bluetooth quốc tế. Cảm ơn nhá. Vâng ạ. Thơm thế nhỉ. 7 Bluetooth quốc tế zin nhất. Đã thay màn nhá, bên zin nhá, thay màn nhá. 2.400.000 đồng anh em ạ. Có 2.400.000 đồng thôi. 7 Bluetooth nhá, rẻ hơn cả xe Bluetooth dạng zin khúc anh em. Này, ai vừa 7 Bluetooth nhá. Zin nhất luôn. Anh nhìn kỹ chưa? Tí mình sẽ lắp vào. Chú ơi, chú cháu biết rồi, cháu biết rồi. Chú ra cho nó quay video. Cháu biết rồi. Nhá. Quay đi cho ông. Đấy nhá. iPhone 7 Bluetooth này. Màn thì thật sự anh em là màn nano nhưng mà vẫn chụp ok. Game nhiếc xem XX vẫn là nét anh em nhá. 2.400.000 đồng iPhone 7 Bluetooth em nhá. Xong con 7 Bluetooth này cho người ta xem thử đi. Thôi anh quay quay tiếp đi. Anh chờ thêm rồi. iPhone 6 mất đi mây. Mình mua vừa mua của tầm 200. Mình mua 200.000. Con này không biết sửa chưa, chắc tầm sửa qua không được thì pin pin mới này. Anh em có màn nắp vào là ok nhá. Mình bán một con 300.000, màn thì tầm 300 nữa thôi thì 600. iPhone 6 300.000. Đây nhá, con này tình trạng nhá là mất đi mây này. Vẫn dùng bình thường tất cả từng mỗi cái mất đi mây này không lắp sim được nhá. Nhưng mà anh em mà sửa vẫn sửa được. Đây cái màn đây, màn đồ đồ cáp kiếc đây, hôm kiếc đây đầy đủ này. 300.000 anh em nhá. iPhone 6 chỉ 300.000. Húp. Rồi. Đây con này nữa này. 6S Plus 3 iPad. Không lắp được sim. 1.200.000 cho bà con, đầy đủ vân tay, cam kiếc, đầy đủ nét căng nha anh em nhá. iPhone 6S Plus, máy màu hồng nhá. Miễn chê luôn. Cái gì đâu? 1.2 nhá, ok anh em nhá. 1.200.000 đồng nhá. Ê, xong chưa, xong chưa, xong chưa. Thôi. Rồi, trả sân khấu em. Tí xem lại nhá, anh em xem lại nhá, chốt nhá. Chú, mày chân chân nhá, anh mới hấp dẫn được ngu này. 7 gà nhá, con này để cho bà con 2 củ 3 zin nhất, không zin đập. Đấy, đánh cầm này, quay về. Hả? Cái gì đây? iPhone 7G bà con nhá. Xin tiết, ui ôi, 7G đẹp thế. Ôi. Bao nhiêu? 2 củ 3. Thôi bán đi. iPhone 7G quốc tế 32GB đúng không mặt vuông? Đúng rồi. Xin tiết, không xin tập. Quốc tế 32GB. Full chức năng nhá. Ui giời ơi, 2.3 triệu full chức năng. Đấy, anh em nào nhanh tay thì được, mà chậm tay thì chắc là cũng không được đâu. Màu hồng rất là nam tính. Đấy, vỏ đẹp, 2.3 triệu thôi. À, để quay cho bà con xem cái quả pin của con này xem nào. Cho bà con đỡ thắc mắc về pin luôn. Đấy, cho bà con đỡ lăn tăn. Con này ui giời ơi, pin 100%. Quá là ngon luôn. Tiếp. Tiếp đến xem nào, con này là con 6G à. Quốc tế à, 16GB à. Đấy, con này mất vân tay nhá. Con này để cho bà con là 1 củ 2. iPhone 6G quốc tế 16GB mất vân tay 1.2 triệu. Đấy, 6G quốc tế 16GB mất vân tay 1.2 triệu nha bà con nhá. Rồi tiếp. Tiếp đến là con Mi 6, con này RAM 6 luôn. Con này mình để cho bà con là 1 củ 4. RAM 6 luôn, 9 game thì thôi rồi, pin 3.000 luôn. Con này là Xiaomi. Đấy, Mi 6 để cho bà con là 1 củ 4, 2 camera bà con nhìn này. Đấy, con này là khả năng là ép kính hay gì là băng bó này. Đấy, để cho này bà con là vừa thay pin mới, vừa thay pin mới à, thay pin mới à. Đấy, có 3 full chức năng cho bà con không? 3 full chức năng. Full chức năng là 1 củ 4, con này có vân tay này nhá, có vân tay này. 1.4 triệu RAM 6GB. Ui giời ơi, 1.4 triệu mà đã được RAM 6GB thì quá hợp lý. Thỉnh thoảng lâu lâu mà có kèo Android rẻ rẻ nhá. Bà con nhanh tay thì được này. Android RAM 6GB mà 1 củ 4. Rồi tiếp. Tiếp đến là con 6S quốc tế 16GB vân tay vân chân đầy đủ. Con này mình để cho bà con là 1 củ 7. 6S 16GB vân tay vân chân đầy đủ. Để cho bà con là 1 củ 7. 6S 16GB full chức năng nha anh em nhá. Đấy, hôm nay để cho anh 1 củ 7. Anh em nhá. 6S 1 củ 7 full chức năng. Tí nữa nói video. Ui nó máy thế. 5S quốc tế vân tay. Con này còn vân tay nhỉ? Mất vân tay, con này để cho bà con là 300 hay 400.000. 300.000. Đấy, màn hơi xấu một tí, dùng bình thường nhá. Sao lại 300.000, con này bị làm sao? Đây. À, vỡ kính à? Trời ơi. Con này vỡ kính để cho bà con 300.000 nhá. 5S. Anh biết máy này máy rồi, gì? Rồi tiếp. Vừa anh nhận được cái máy này biết máy gì nhỉ? À, không đâu, anh em thấy máy đẹp không? Đẹp. Cái máy đi luôn. Cái gì đây?
Con sáng bên này đẹp gì? Samsung S6e. Con này mình để cho bà con là một củ con này. Mà đấy, nó bị phẩy một tí này. Đấy, anh quay cho mọi người xem. Trong này là lướt kính nhá, nó lướt một lướt, tí góc. Lướt một tí góc nhá, không đấy, ảnh hưởng gì nhá. Đấy, dùng bình thường luôn. Đấy, anh quay chi tiết cho mọi người xem. Đây, con này là Samsung S6 S6S nhưng mà con nha, con này là màn hình cong đấy, hồi xưa nó một siêu phẩm một thời của Samsung đấy bà con nha, nhìn này. Đấy, màn hình cong tràn viền này, bà con nhìn kỹ chưa? Màn con này là cực đẹp, màn Super AMOLED luôn. Đấy, để cho bà con là một củ nó lứt một tí kính ở đây này. Đấy, không ảnh hưởng đến nó chưa vào màn bà con nhá. Nhìn bà con nhìn kỹ này, nó chưa vào màn đâu. Đấy, vỏ lưng thì ngon, lưng chưa vỡ. Đấy, sườn nó cũng được. Để cho bà con là một củ con này thôi. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ, full chức năng, bao full chức năng cho bà con nhá, 1 triệu. Con này là mà nó hơi bị ám một tí bà con nhìn này, đấy, mà nó hơi bị ám hồng một tí thôi. Đấy, để lên đen nhá, đấy, ví dụ, bây giờ mình để lên đen là dùng ok này, bà con nhìn này, đấy nhá. Mình vào cài đặt, xem cho bà con xem lên đen này, lên đen là không thấy gì luôn, bà con nhìn chưa. Đấy, duy chỉ có lên trắng là mới thấy bị nó hơi ám một tí thôi, còn lên đen là không thấy gì luôn. Bà con về sử dụng xem phim nghe nhạc lớp web bình thường luôn nhá bà con nhá, 1 triệu thôi, rồi tiếp. Tiếp đến là con 6G quốc tế, lốc lên quốc tế, 16GB full chức năng. Con này mình để cho bà con là một củ 6G, 16GB lốc lên quốc tế, 16GB full chức năng. Để bà con là một củ. Đấy, một củ thôi nha. Tiếp. Hết rồi. Còn không? Hết rồi. Ok. Chào tất cả bà con nha. Hôm nay là tạm thời là có những kèo này thôi này. Đây đâu? Anh Thành có anh kèo gì ngon nào? Đây, cái mắc anh em ơi, cái mắc của Tâm Đồng Nát đây rồi. Anh em ơi, mình test thử xem đã. Tâm bán cho mình con này 4 triệu rưỡi anh em ạ. Đâu cái màn đâu mà xong không? Đây. Ui dồi, này, máy xin không? Cho anh em xem máy xin của cái mắc này. Ui dồi, cái mắc 64 đâu, bao nhiêu nhỉ? 256GB màn hỏng anh em ạ. Nên không? Rồi, không phải táo đâu. Hết pin à? Hết pin. Thế thì bỏ hết pin đi anh em, cứ hỏng. Con này màn sống không? Màn nào đấy? Đâu, màn đâu? Màn nào? Đấy, màn này mới lên. Tâm Đồng Nát hôm nay hốt bạc rồi anh em ạ. XS Max 256GB. Phây lên xuống. Phây chắc là lên xuống rồi, thì con mắt kia này nó vỡ ở đây. Thế thì chịu rồi. Bao nhiêu ghi? 256GB, ngày bên này anh em này xem. 4 triệu rưỡi iPhone X Max. Ui, quả lưng này. 4 triệu rưỡi lưng này, lưng này hỏi thay được không? Full mode. Nội thay được con này bán cho mình 4 triệu rưỡi anh em ạ. Màn hình OLED bây giờ bao nhiêu, triệu mấy nhỉ? Triệu 6, triệu 7 nhỉ? Triệu 7 được tổng cộng là hơn 6 triệu. Hơn 6 triệu của XS Max dùng á? Thật không thì tin nổi bà con ạ. Hơn 6 triệu XS Max dùng, không thì tin nổi. Mà 256GB nữa kìa. Ui dồi, múc nhá. Anh em nào thích con này chốt bao nhiêu nhỉ? 6 triệu 3, sao 6 triệu 2 thôi, 6 triệu 200 nghìn, thật không thể tin nổi, ôi trời ơi. 6 triệu 200 nghìn nhá, là sẽ làm lại cái lưng đẹp đẽ cho bà con. Thay màn luôn. Thay màn cho bà con, và trong đây là sẽ vệ sinh lẹp pin các thứ, ok cho bà con nhá. Video này nằm ở cuối anh em ạ, nên là anh em nào mà xem được đến cuối thì, ôi trời ơi. Anh khóc đi. Ok. 4 triệu, à đúng, 6 triệu 200 nghìn. 6 triệu 200 nghìn. XS Max 256GB, ôi trời. Đấy, màn lô mất phây bà con nhá, 256GB. Rồi, chào tất cả anh em nhá.